Nam mô thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn nào sư là gì đà phật. Nam mô thế giới đại từ đại tiếp dẫn mong linh A Di Đà Phật. A thân ơi sông Hải, sông Hải Hà, sông sâu ngược trong xanh thăm thầm bao la, nay có thuyền về chợ mẹ qua, sớm đưa mẹ về với Tây Phương A Di Đà nơi Đức Di Đà là ngôi cao nhất, cùng Quan Âm Thế Chi hai tòa lấy vong hồn mẹ sớm rồi thoát ra, cùng con cháu đồng tâm niệm Phật. Con Nam Mô A Di Đà nay kim cứ vì biệt làm quốc hương niên tình tiến nữ huyền thiện nhà phiên xa nay tân tân khai thời tế thứ quý mão liên xuân thiên nhị nhuận nguyên trung tuần thập nhị tứ nhuận à làm con, còn đây là con Trần Nghi Văn Bảo, con Trần Văn Toàn. Nay mẹ ơi hôn từ con Phạm Thị Phật, con Phạm Thị Dung, nữ tử đây con Trần Thị Hào, con Trần Thị Nụ, con Trần Thị Quý, con Trần Thị Nhân. Tế tử đây con Đào Văn Đê, con Quý Văn Luật Đoàn Giao Niên, con Trần Nam Phong. Đại diện nội tôn cháu Trần Thị Ngọc, đại diện ngoại tôn cháu Đào Văn Hoàng. Thì chứ trời cao vời vời đất rộng cây mẹ nuôi chúng con từ nhỏ nay chúng con đã lớn khôn, công mẹ dạy như trời cao biển rộng, như công đức cha sinh thời mẹ dưỡng
nay có các nào yêu bé dòng sông sông sâu, ta nơi đền nhân tài cũng là đâu, bất nào con cháu nghi câu báo nhà đền. Nay thời tiết xuân sang vừa đến, trước án tiền thân quyến tề quy, nghe câu bấy thỉnh hồn về đi. Chiếc kim điếu chủ mẹ ra giữa môn quyến gặp tâm thành sửa soạn trai đi an cầm bái tình hiền tổ hiền cao nay tiếng tặng cổ cao cao tặng tổ tỷ bát thúc đệ huynh tổ di tỷ buổi vất vả tình mời các bác đến dành gần 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 đỉnh sân thượng và bái cù hai bài xong đến sân thượng tôi xin trân trọng kính mời các bác trở lại vị trí ngồi xuống cùng nhau. Hương dân ba nên rượu con rót mời ba quần cùng cha nghĩa mẹ này chúng con lầu khác đẹp đáp được người ân hôm nay đây vội ba mẹ về người đến bài tổ sông 800 năm nay đã tan xuống âm cung để thành bàn để sao cho riêng chứ đã nơi con người ta còn người ta sống 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 ở trên đời có khác nào như chiếc thuyền trôi lênh đênh mặt nước lục lạc bờ đỏ bên kia mau mau mẹ về nhận đây những tiếng những đời thời còn khóc cháu mà điện tiểu xin kính mời con trai của cụ định rót ra ba chén rượu định mời bác mẹ mẹ ơi thì đà sức sắc giờ này đây trời cũng đã về xa con đà con trai của mẹ đây mẹ ơi con trai bảo con trai toàn của mẹ sớm hôm nay xin được rót ra đây trên khi rượu này mẹ ơi đừng cầm đêm vui con quay mong mẹ về sáng hôm nay vòng hồn mẹ kinh thiên đang bằng bất đâu đây mẹ chức nằm con cháu thảo hiền mời phong gương xin kính mời con trai của cụ mời ông quay cụ hai ván sau đó dâng rượu đi bấm 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 cụ lao xương rụng tình mẹ con nay đã thanh biệt đôi nơi từ mai vắng mặt khuất quân đời âm dương nay thanh trở ngập ngùi con khóc thương